Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, cùng theo Chúa. Khi Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, khi Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộc bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị che chắn. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn cùng bồn thân mến, mầu nhiệm phục sinh là biến cố cốt lõi và quan trọng nhất phát sinh ra Kitô giáo. Chính vì thế, Đức Giêsu phải cần đến 40 ngày để hiện ra đồng hành củng cố đức tin cho các môn đệ. Và hôm nay Chúa đã mặc khải cho chúng ta biết về tình yêu của Thiên Chúa. Có thể nói, khi yêu nhau thật lòng, người ta có thể làm mọi việc cho nhau và vì nhau. Họ sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của người mà họ thương, để người họ thương yêu được vừa lòng, được vui lòng. Như thế, yêu là chấp nhận tất cả vì người mình yêu. Thiên Chúa cũng yêu thương con người bằng một tình yêu trọn vẹn và tuyệt đối. Người cho ban tất cả để con người được hạnh phúc. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Có thể nói đây là mặt phải quan trọng, cốt lõi, vì tóm gọn nội dung của tin mừng. Mặt phải này vượt lên trên những suy tư triết học hay lý luận của lý trí con người, bởi vì chỉ nhờ mặt phải của Đức Giêsu, Ngài là Con một Thiên Chúa, đến từ Thiên Chúa và làm hiện thân của tình yêu, thì mới giúp cho chúng ta thấu hiểu được yêu là thế nào. Và cao cả nhất của tình yêu đó chính là chết cho người mình yêu. Thiên Chúa yêu thương con người, nhưng tình yêu này không hủy bỏ sự tự do của con người. Họ có thể chọn sống trong bóng tối hơn là ánh sáng, có thể làm điều xấu và tránh né Thiên Chúa để khỏi bị chê trách, nhưng làm sao chạy trốn được lương tâm trong chính con người họ. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng từng nói: điều làm tôi muốn nhưng tôi lại không làm, điều giữ tôi không muốn nhưng tôi lại cứ làm. Bởi đó chính là hậu quả của quy tội. Mỗi người chúng ta nhìn lại thái độ của mình trước mặt hại của Thiên Chúa. Qua cuộc nhập thể của Đức Giêsu, nhất là cuộc vượt qua con người, người đã thể hiện tình yêu Thiên Chúa với con người một cách trọn vẹn nhất. Nhưng không chỉ có thế, Đức Giêsu tiếp tục hiện diện với con người trong suốt dòng lịch sử, qua các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, để làm hiệu chứng tình yêu của
Thiên Chúa dành cho nhân loại. Mỗi người chúng ta hãy nhìn lại thái độ của mình trước mặt hại của Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nghiệm được tình yêu Chúa trong cuộc đời chúng ta hay không? Bởi vì nếu chúng ta cảm nghiệm được và nhận ra tất cả là ơn ân, là tình yêu của Thiên Chúa, thì chúng ta mới có thể trao ban. Vì không ai có thể cho cái mà mình không có. Chúng ta là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Ngài yêu thương chúng ta không mãi, đặc biệt qua cuộc nhập thể. Đôi khi chúng ta luôn cảm nhận và tin tưởng vào tình thương của Chúa và sẵn sàng bước chân cùng một con đường yêu thương mà Thiên Chúa đã đưa. Qua thánh lễ hôm nay, xin Chúa Mục sư cho chúng ta biết mặc lấy ân tình của Chúa để chúng ta có thể sống và làm chứng cho tình yêu của chúng ta ngay trong cuộc sống hàng ngày, nơi đời sống gia đình, nơi đời sống giáo xứ, nơi đời sống xã hội, trong công ăn việc làm.